Một xe ô tô dùng để chở quan tài của dịch vụ tang lễ do anh Nguyễn Hoàng H điều khiển đang di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Đức Trung thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Rất may, tài xế nhanh chóng đạp cửa chạy ra khỏi xe. Tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an quận Thanh Khê đã điều hai xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Sau 45 phút, ngọn lửa được khống chế. Ô tô 16 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. Thời điểm xảy ra cháy chỉ có tài xế và không chở quan tài. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm, nhiều người chú ý khiến tuyến đường bị ùn tắc. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.